Có tay thắng nào mà thay được cho AB160 không anh? Tại vì xe em là AB hết lận. Vậy thì theo anh em nghĩ là số hai bánh mình có không? Theo xem thử AB160 gắn được tay thắng nào nha. Anh em biết rằng AB160 thì hệ thống thắng của nó là ABS ha. Một kênh trước. Có nghĩa là sẽ đi trực tiếp từ bộ ABS lên thẳng tay thắng trước như vậy. Và đĩa của nó sẽ là có cái bánh ABS như vậy. Đó. Như vậy thì nó sẽ khác với lại AB đời trước, vì tay thắng của nó phải là cơ cấu quốc thắng trực tiếp ha anh em ha. Nó không có kéo qua giống như cái tay thắng đời 23 nữa, đời CBS nữa. Thì đây anh em có thể thấy trên này sẽ là những cơ cấu nhìn giống như những dòng xe cơ bản như là Winner ha, tay thắng của Exciter này nọ. Vậy thì cái bộ tay thắng nào gắn được? Trên tay Nhật là bộ tay thắng carbon. Nói về carbon thì anh em nghĩ rằng nó sẽ là một cái vật liệu gì đó để trang trí, nhưng mà không, tay thắng này sẽ làm cho anh em thấy được cái sự cứng cáp cũng như là màu sắc sặc sỡ của nó ở toàn thân này ha, toàn thân này là carbon. Cùng với lại thân carbon như vậy thì những cái màu có nghĩa là họ in lên á, họ in lên những cái logo mang đến sự điểm nhấn cho anh em ở đây, và độ bóng của nó khá là phát xảo anh em, rất là bóng nha, khó xuống màu nguyên thân carbon như vậy, nhẹ cực kỳ luôn và khó gãi, khá là cứng khó gãi. Thân thì những cái bát này là bằng nhôm, nhôm nhộm, cho nên là việc hạn chế bay màu cũng khá là cao. Tăng chỉnh được ở đây, chút xíu nữa gắn lên thì sẽ chỉnh thử cho anh em xem. Những núm ha, những núm những khớp này được trang trí thêm bằng những cái lông đền nhôm màu đỏ cũng như lại núm chỉnh màu đỏ, làm điểm nhấn cho con xe của mình ở những cái vị trí này. Với tay thắng zin quá đơn điệu là màu bạc, đi thời gian có khả năng là nó ra ten trên tay của mình màu đen, đúng không anh em? Anh em nào đi lâu sẽ biết những dòng xe Honda sau này nó sẽ dễ bị ten tay khi đi đường dài. Về việc gắn tay thắng này sẽ là như zin, anh em thợ mình sẽ luôn tháo tay thắng zin ra hỗ trợ cho em kỹ vô mở bò những cái vị trí này để nhẹ nhàng lại, lắp ráp lại như zin, không hề chế cháo cũng như là mài dũa bất kỳ vị trí nào. Anh em nghĩ rằng tay thắng này đưa lên nó sẽ khá là gần, đúng không nè? Khá là gần so với thắng zin. Vậy thì làm sao? Khi mình thắng mình gắn vô mình sẽ chỉnh ở đây, giống như bên kia thợ mình đang gắn cũng gần và mình sẽ chỉnh lại cho anh em xem. Thắng bên trái á, là thắng sau, cho nên thợ mình đã xả hẳn cái thắng sau ra để mình có thể gắn cho nó dễ, kéo dây cho nó dễ. Và đây anh em thấy ha, nó hơi gần đúng không? Cái thế tay á, thì dĩ nhiên nó sẽ uốn cong như vậy, nó nịnh cái lòng bàn tay của mình để mình bóp á, tránh tình trạng mỏi nè, tránh tình trạng mà tê tay này nọ, cùng với lại cái màu sắc sáng bóng này. Vậy thì nếu mà muốn xa ra cứ gắn bên kia đi em, thì anh em sẽ chỉnh ở đây. Đó, anh em thấy nó xa ra không? Nó xa ra dần dần như vậy. Nếu mà ai tay dài á, thì mình chỉnh xa xíu. Tuy nhiên thì vừa tầm thôi anh em ha, vừa tầm thôi, cái này thì quá xa rồi. Mỗi lần mà anh em muốn xe tay mình nhỏ hay tay mình dài, mình có thể chỉnh lại để hợp lý hơn với cái lòng bàn tay của mình. Hoặc là các bạn nữ vẫn có thể trang trí xe và hợp với lại những lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn. Về mặc định á, thì hiện thời các dòng xe Honda sẽ làm những mẫu tay thắng zin với màu không có màu. Cái gì? Vậy thì khi mình đi thời gian lâu dài, thứ nhất á, là nó sẽ bị bóng lại, nó mất đi cái lớp xi bên ngoài này, nó làm cho ra ten cái anh em. Thứ hai nữa là nó đơn điệu, nó không phối lên bất kỳ con xe nào mà nó gọi là có điểm nhấn riêng hết. Ví dụ như xe màu đen đi, thì anh em muốn phối một chút xíu màu đỏ, xe màu xám anh em muốn phối một chút xíu màu đen vô, hoặc là xe màu xanh anh em muốn phối một xíu đen đỏ vàng gì đó, thì họ lại không có làm ra, nó không có điểm nhấn. Thì anh em sẽ chọn nhiều cách, ví dụ mình có thể sơn lại như vận chốc. Vậy thì tay thắng carbon này sẽ đảm bảo cho anh em vấn đề mà sợ bong chóc sơn, tại vì nó là một lớp carbon đổ ra luôn đó. Và lớp bóng bên ngoài này khá là bền nha anh em, cùng với lại độ nịnh tay của nó đường cong như vậy. Anh em có thể thấy thí dụ như tay zin của mình thì nằm khoảng này và nó khá là thẳng, còn tay carbon thì nó cong như vậy, nó giúp anh em có cái sự thoải mái hơn khi mình di chuyển trên đường, kẹt đường thắng nhiều với cái form nó cong cong từ bên trái tới bên phải ha. Anh em thấy nó hơi dài hơn tay thắng zin ở khoảng này anh em ha. Như vậy thì nếu như xe này A Black này hoặc là BCX 160 thì anh em có thể phối thêm một cái gù inox hoặc gù đồ chơi dạng dài hơn, như vậy thì nhìn sẽ cân đối hơn. Ví dụ như là tay thắng carbon cộng với gù carbon gọi là combo hot nhất của các dòng A Black mà anh em thường hay chơi tại sao bản mình. Và dĩ nhiên là cái độ dài này là tính luôn cái lực thắng của mình, nó sẽ tốt hơn so với tay thắng zin, đúng không anh em? Thế đoạn 7 mà, thế đoạn 7 thì những cái gì dài hơn nó sẽ có cái lực bóp nó nhẹ nhàng hơn so với lại những cái gì mà ngắn lại. Ví dụ tay thắng zin nó ngắn, tay thắng là dài, thì khi anh em bóp nhẹ thôi là cái lực thắng mình đã vừa đủ rồi, tránh tình trạng giúp cho anh em sử dụng tay thắng nhiều mỗi tay của mình. Còn về độ rơ thì dĩ nhiên ha, tay thắng zin, tay thắng nào nó cũng có rơ hết. Để tay thắng zin thì Nhật quên thử cho anh em xem. Còn tay thắng này anh em có thể nhìn nè,
nó vẫn rơ nhưng mà với cái độ vừa đủ, không quá lỏng lẻo, không quá lắc, vì trên này nó có những cái cơ cấu bắt ốc nó khá là tốt rồi, cùng với những cái argo trên này nó vừa khích, nó không quá lỏng, giúp cho anh em đỡ phải khó chịu vì cái thắng mình nó lỏng lẻo hoặc là lắc khó chịu. Như vậy thì cũng hoàn thành tay thắng carbon gắn lên AB160. Thì tay thắng này anh em ha, gắn sẽ không tính phí và gắn như riêng, không hề chế cháo gì hết. Thời gian gắn của nó sẽ tầm khoảng 15-20 phút tùy theo xe. Tuy nhiên thì tay thắng carbon này sẽ gắn cho nhiều dòng xe nữa. Mẫu này thì gắn AB160, BX160. Còn có những cái mẫu tay thắng carbon giống như vậy, có những cái điểm nhấn màu đen hoặc màu đỏ, gắn được cho SH các đời luôn, miễn hai đĩa là gắn được anh em ha. 125, 150 Ý hay là 160 hoặc là 300, 350 đều gắn được, miễn là hai đĩa là gắn được. Rồi Accenter, rồi Winner, rồi Outback các đời trước, 125, 150, rồi Vision. Có nghĩa là anh em có thể chọn gắn cho mình một cặp tay thắng để khắc phục tình trạng tay thắng zin cong gãy, hoặc là thậm chí mình chỉ muốn trang trí thêm, cũng như là công năng của nó giúp chỉnh xa gần được để bàn tay nhỏ bé hay là bàn tay lớn của anh em tùy biến được độ xa hay gần. Chỉ với một củ ba thôi anh em, thì rõ ràng là cái giá thành nó cũng phải không phải là thấp mà cũng phải là cao, nhưng mà anh em đã có được những gì làm cho con xe mình đẹp hơn. Rõ ràng là xe màu đen phối lên với tập tay thắng này có những cái chức năng chống chày, có độ bóng bẩy, có những cái điểm nhấn của xe mình hơn, vậy thì nó phải khác biệt hơn và đẹp hơn, đúng không anh em? Ngoài ra như anh em thấy thì xe này gắn tay thắng thì còn thiếu gì? Thứ nhất là thiếu thảm, thiếu ba ga. Vậy thì Outback 160 hay Outback các đời, bên số bánh mình lên rất là nhiều clip về những cái phụ tùng cần thiết dành cho xe nó. Anh em có thể xem những clip trước, thì hôm nay anh khách anh sẵn tại thành ghé gắn ba ga thì đem xem những clip trước, mình có luôn ba ga màu đen hoặc màu titan giúp cho anh em phối con xe mình ha. Những món phụ tùng, những món đồ chơi hay là những dịch vụ luôn sẽ đa dạng, cũng như chăm sóc xe của anh em sẽ phân theo từng ô đô để anh em có thể chăm sóc xe mình tùy cái mức quản của đôi mình em đi. Quan trọng nhất là phải làm cho anh em hài lòng về sản phẩm hay dịch vụ đó để anh em có thể quay lại, vì sếp nhà thường hay dặn rằng có không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu đâu em, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thì xin với sếp bánh. Như vậy là mình sếp bánh vui rồi ha. Cảm ơn anh em xin lịch, chào tạm anh em, bye bye.